Hello, kính chào toàn thể quý bà con cô bác mình quay trở lại với video clip tiếp theo trên kênh Phạm Long nha. Ngày hôm nay em sẽ cùng với mọi người đi tham quan làng hoa Sa Đéc. Thì cái ngày hôm nay em sẽ chạy một vòng của làng hoa Sa Đéc. Ngày hôm nay ngày em lên quay là ngày 17 tháng 12 âm lịch. Ngày Tây ở trên thì của mình là ngày 27 tháng 1 năm 2024 ha. Rồi thì em đi bắt đầu từ cổng sau nha mọi người, bắt đầu cổng sau cây cổng trước. Cái ngày em đi hôm nay là ngày thứ bảy, tại vì á cái ngày chủ nhật thì khách nó rất là đông rồi, nó rất là khó để mình đi vào rồi trong làng hoa, nên hôm nay em đi ngày thứ bảy. Nhưng mà em nhìn cái phía ngoài đường vào này thì thấy cũng khá là đông đấy, chứ không có ít đâu, khá là đông rồi đấy, toàn là những xe lớn thôi. Ngày chủ nhật thì auto là đông luôn, rất là đông du khách đến tham quan ha. Rồi bây giờ em mời mọi người cùng em đi vào trong làng hoa ha. Như anh trao anh lời trao đôi ta hẹn lời tình không đổi thay. Em xuôi dòng tiền giang về thăm kiến an chùa xưa, thăm ngôi trường trưng chương, anh cùng em đi khắp quê hương. Ôi quê mình bao đôi mới đẹp sao Sa Đéc sang người, lung linh ngàn tia nắng ấm, thành phố hoa Sa Đéc đông xuân. Phù sa quê hương mình đẹp sao, làng hoa Sa Đéc thơm hương, thăm đô thị nay đổi mới, địa linh Sa Đéc nhưng qua hơn tháng từng con phố lớn cờ qua vui đón xuân. Ta hẹn lời tình không đổi thay, em xuôi dòng tiền giang về thăm kiến an chùa xưa, thăm ngôi trường trưng chương, anh cùng em đi khắp quê hương. Ôi quê mình bao đôi mới đẹp sao Sa Đéc sang người, lung linh ngàn tia nắng ấm, thành phố hoa Sa Đéc đón xuân. Đẹp sao Sa Đéc sang người, lung linh ngàn tia nắng ấm, thành phố hoa Sa Đéc đón xuân. Thành phố mình Sa Đéc đẹp sao, những làng hoa lòng gió bên sông tiền, những con thuyền chở hoa đi muôn nơi, mang cả tâm lòng người Sa Đéc yêu quá. Thành phố mình hôm nay đổi mới, những địa danh chiến tích quá thành hoa, tầng quy đông du khách như chảy hội, dòng xa gian chờ nối rộn tiếng người. Ơi họ là họ ơi, hoa nào đẹp bằng hoa Sa Đéc, cái nào bánh bằng gái nhà mừng, lời ai chan chứa tình quê, người
người dân xa đét yêu quá cần cù. Ơi họ là họ ơi, muốn qua nỡ giường hồng rực rỡ, áo bà ba em gái mời anh ghé thăm thành phố làng hoa. Mùa xuân xa đét muôn lòng nở quá. Thành phố mình xa đẹp đẹp sao, những làng hoa lòng gió bên sông tiền, những con thuyền chở hoa đi muôn nơi, mang cả tâm lòng người xa đẹp yêu quá. Thành phố mình hôm nay đổi mới, những địa danh chiến tích quá thành hoa, tầng huy động du khách như chạy hội, dòng xa gian chờ nối rộn tiếng cười. Ơi họ là họ ơi, hoa nào đẹp bằng hoa xa đẹp, gái nào bảnh bằng gái nhớ mong, lời ai chăn chứa tình quê, người dân xa đẹp yêu quá cần cù. Ơi họ là họ ơi, muôn hoa nở giường hồng rực rỡ, áo bà ba em gái mời anh ghé thăm thành phố làng hoa. Mùa xuân xa đẹp muôn lòng nở quá, ghé thăm thành phố làng xuân xa đẹp muôn lòng nở hoa. Hoa mai nở như một bài hát, chú xuân đang tràn ngập sinh hương lên chân trời. Nắng đẹp buông tích đầu trăng, đón xuân về học bổng. Vì em biết yêu rồi chăng? Em yêu người một đời nghĩ cứ mang, nghĩ anh yêu đẹp trời ban cho nên sao? Tâm u sức tôi thôi, tình xuân bước ngay chân dài. Em ơi, em vẫn biết ta vì gì? Thôi áo mình nhỏ, ít đi hai lòng đèn đó. Đến bước đi em thân, cho đất nước ta tập giàu. Rất mong em, có thể đi. Hoa mai nở như một bài chim én đưa tin, chú xuân giáng chân thật xinh, nắng lên chân đồi, nắng đẹp vũ biết trong trang.
con xuân thấy lộc bừng vì em biết yêu rồi chăng. Em yêu một đời tư tan vì anh yêu đẹp trời ban chẳng hoa lòng người sắp đôi đời bao nụ rất vui tình xuân hấp ngay chân xa. Quay áo đông gió đi hái lộc đánh gió đến mức đi em thân cho đất nước đang mặt trăng cứ mơ giấc mộng đi có đôi mắt về tình thương dù xa quanh đêm đều mừng giấc mộng xa ít mong phước lòng tràn tay ôm nắng thương thương ngọt đời học con thương ước nguyện đời ta mong nhau ngày mai bằng chân ước nguyện đời ta có nhau ngày mai. Thì những điểm đến đáng chú ý phía trong làng hoa Sa Đéc của chúng ta thì là có Happy Land Hùng Thi, vườn trà là, cánh đồng hoa hồng ha. Và ở phía ngoài chúng ta có những khu du lịch như là khu du lịch của Hoa Kiển Sa Đéc ha, cũng một nơi rất là thu hút khách du lịch ha. Thì ngoài ra thì ở phía trong làng hoa cũng có những nhà vườn mình trang trí vườn cũng khá là đẹp để đón khách du lịch ha, đến mua sắm tham quan cũng như chụp hình. Thì bây giờ mọi người vừa cùng em đi, chúng ta gần đi giáp làng hoa rồi. Nói chung hiện cái ngày hôm nay thì cũng không có đông khách du lịch cho lắm, chỉ có ngày chủ nhật là cái ngày cuối tuần đó là cái ngày cực kỳ đông luôn. Và đây cũng là một thời điểm cực kỳ thích hợp để quý bà con mình đến đây tham quan du lịch, chụp ảnh lưu niệm cũng như là mua sắm những cây hoa Tết ha. Thì tiếp theo sau đây thì sẽ là một số cái hình ảnh của cánh đồng hoa em đã quay vào buổi trước ha, tại vì ngày đó nó vắng đó mọi người nên em vào em quay sớm chứ đông như thế này thì rất là khó đi. Rồi thì đó cũng là một cái lời chào ở cuối video này, em chúc quý bà con mình sẽ có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và em xin hẹn gặp lại toàn thể quý bà con cô bác mình ở những cái video tiếp theo, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Chào tạm biệt quý bà con cô bác mình ạ. Anh ơi về miền Tây, dòng sông cứu lòng phù sa, quê hương mình đẹp sao, làng hoa Sa Đéc thơm hương, thăm đô thị nay đổi mới, địa linh Sa Đéc nhân hòa, thênh thang từng con phố lớn, cờ hoa vui đón xuân. Xa giang bao nắng nhớ thương, đường xa nhiên ca dao sắc qua khóe mà như anh trao anh lời trao, đôi ta hẹn lời tình không đổi thay. Em xuôi dòng tiền giang về thăm kiến an chùa xưa, thăm ngôi trường trưng chương, anh cùng em đi khắp quê hương. Ôi bao đôi mới đẹp sao Sa Đéc sang người, lung linh ngàn tia nắng ấm, thành phố hoa Sa Đéc đẹp.